Hello, hello, hello. Hello mọi người. Hiện tại thì Vân đang có mặt tại khách sạn My House Sài Gòn. Và ngày hôm nay trong vlog này thì Vân sẽ có một buổi tiệc rất là đặc biệt. Đó chính là sinh nhật của mẹ Hảo. Hôm nay là sinh nhật của mẹ Hảo, cho nên con với Vân là tổ chức tại nhà hàng ở khách sạn My House. Chúc mừng sinh nhật cho mẹ và chúc mẹ luôn luôn khỏe mạnh, xinh đẹp, và hy vọng là trong năm nay sẽ đón được một cái tin vui mới. Chúc mừng sinh nhật. Càng vui. Hôm nay là sinh nhật của mẹ Hảo, nhưng mà có cái điều đặc biệt nữa, tức là ngày mai lại là sinh nhật của bác Văn. Nên mọi người tôi đọc anh là có thể chúc mừng được hai cái sinh nhật cùng một lúc. Mình chưa có bị ngồi đến mai, mai là nữa chứ luôn. Mai là bữa nữa chứ. Đây chính là mẹ Hảo, đây chính là bác Quang. Ra 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 ra. Chúc mừng sinh nhật mẹ Hảo với bác Quang. Mẹ chúc sớm. Không, anh Quang thiệt lắm, bây giờ cũng chỉ sớm là mình ba. Anh với Vân đang xem anh đầu bếp làm món tôm hùm sốt chanh, sốt kem chanh. Ok, đây chờ tôm hùm này là tôm hùm gì đó, giờ đây Vân một cái đang cái này là tên đầu bảng.
đều là thầy làm cái rau đây một ít nước đường gà. Đây là tôm hùm sốt Singapore đã được lên dĩa. Ta-da! Và... chính là món lúc nãy mình đã xem. Đây là món Vân làm nha mọi người. Vân đứng bếp làm món này cho mọi người nè, thấy ngon không? Mọi người nếu như mà tin thì sẽ ha ha. Còn nếu như mà không tin thì bỏ qua. Vân làm đó, chính là Vân làm đó. Đây là bánh kem Vân với anh đã chuẩn bị cho mẹ Hảo. Anh cầm hay em cầm? Thôi anh cầm đi. Bỏ về không? Cho mượn thêm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bắt đầu với chồng mình. Chúc cho mẹ luôn luôn xinh đẹp, mạnh khỏe và lúc nào cũng thương yêu con. Các con. À, lúc nào cũng thương yêu các con, bây giờ có hai đứa rồi. Bắt chúc cho mẹ Hảo là chưa. Đây. Máy. Camera action. Bắt chúc cho mẹ Hảo là khỏe mạnh, xinh đẹp và giảm cân để đám cưới các con. Rồi, tới anh chị Xui. Hôm nay là ngày vui của gia đình. Và là một cái ngày trọng đại nhất là ngày sinh nhật của mẹ Hảo. Thì ba với mẹ chúc cho mẹ Hảo là sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng đẹp như trăng rằm. Còn nữa không? Hả? Còn nữa không? Để mẹ Thúy chúc thêm. Rồi ok. Thôi ăn chút sao em cũng chúc y chang vậy. Ờ vậy à. Cho nó đồng vợ đồng chồng. Rồi. Còn nữa không? Hết. À. Okay. Rồi, tới chị Linh. Hôm nay là ngày đặc biệt sinh nhật của mẹ Hảo. Gia đình chị Linh anh Trừng. Chúc mẹ Hảo luôn luôn xinh đẹp, trẻ khỏe, thật là nàng yêu đời và tràn ngập hạnh phúc. Năm nay là tràn ngập hạnh phúc và mẹ Hảo sẽ luôn luôn là người mẹ number one của cả nhà. Lúc nào cũng tươi lớn. Muốn thế không ai chút giảm cân nhỉ? Thôi, làm gì cứ béo anh, khỏe béo anh Trực có bổ sung không ạ? Thôi anh thêm cái phơ lớn nữa thôi, lúc nào cười phơ lớn là cuộc đời vui lắm rồi. Rồi cả nhà xem Lâm chút nè. Lâm chút bà trẻ. Chúc bà trẻ Hảo nhiều tiền. Nhiều tiền. Hợp lý. Còn gì nữa không? Không biết.
Rồi, con dâu đây. Con dâu chúc mẹ Hảo gì? Hả? Con dâu chúc đi. Thôi lát con nhắn tin. Câu đó ai cũng đến mà không được nói. Chưa ai nói ra sợ nó đây. Và chính là chủ nhân của bữa tiệc, mẹ Hảo. Mẹ hãy chia sẻ cho cả nhà biết cảm nhận của mẹ trong ngày hôm nay. Hôm nay mẹ rất là vui, rất là cảm động vì đã được hai con tổ chức cho một cái bữa tiệc sinh nhật rất là ấm cúng. Đặc biệt là có mặt ông bà Xui. Vì là năm nay là mẹ kiến chức, mẹ nghĩ là đây là một cái sinh nhật rất là tượng và mẹ sẽ không bao giờ quên. Oh, happy birthday mẹ. Và đây là cả gia đình hạnh phúc của mình. Mất chồng. Ok. Đây chính là gia đình hạnh phúc của mình. Tất cả mọi người ở đây, và mọi người hãy chờ đón sự xuất hiện của gia đình này một lần nữa. Vào lúc nào mọi người? Một ngày không xa. Vào một ngày không xa, lúc nào nhỉ? Thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Không ai nói đúng đi. Nói chung là hẹn gặp mọi người vào các vlog tiếp theo. Và mọi người sẽ được thấy các thành viên của gia đình Vân tiếp theo vào những vlog này hoặc là đám cưới của Vân. Yeah, chúc mừng sinh nhật mẹ Hảo. Và một lần nữa xin được cảm ơn My House vì không gian rất tuyệt vời này. Thanh Thanh Anh Anh, bye bye. Hôm nay mẹ rất là xúc động là đã được hai con tổ chức cho một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng và rất tình cảm. Mẹ đặc biệt vui sinh nhật năm nay là có thêm sự hiện diện của ông bà Duy Gia. Sinh nhật sẽ làm cho mẹ nhớ mãi và sẽ ấn tượng mãi. Mẹ hy vọng rằng những năm sau gia đình của chúng ta sẽ vui hơn và sẽ đầm ấm hơn trong lễ kỷ niệm sinh nhật của mẹ. Cảm ơn các con.